chẳng phải tàn những tàn lên. Điều đó có nghĩa là gì? Cái này mình bãi rác, không tiêu, không tiêu hết. Ăn cơm tối xong 170, đi ngủ lên tới 190. Và có những trường hợp bà vợ nằm bên cạnh mà không hề phát hiện chồng mình chết được. Lên quá cao, tại vì đâu có tiêu. Chính ra khi thấy đến đây rồi, đến đây mà thấy không tiêu thì có nghĩa là trong này, trên nguyên tắc là trong này trở thành cái bãi rác rồi. Không tiêu thức ăn một túi rộng, chính là phải làm nhiều sổ ở đây rồi. Sổ hết cái này đi thì nó mới trở lại trường hợp. Đây, không tiêu được mà cứ vẫn tống thêm, cứ tống thêm, nhậu thêm, nhậu thêm, và tống thêm nữa, nó lên tới 190 và đây vứt bóng luôn. Chị em thấy cách đo với áp của chúng ta có thể trả lời. Do đó chị em có thể thấy chính ra là sau cái giờ này nó chỉ lên một phép lên tới tối đa 120 hoặc 130 được rồi. Bây giờ lên tới 150 có nghĩa là trong này đã có sẵn thức ăn, đã có sẵn khí ở trong này rồi, không tiêu đi được. Bây giờ tống lên mới còn tăng tăng thêm, thêm cái mới tăng thêm, cứ tăng 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 thêm cho đến lúc tập độ nào đó bứt phá, đột quỵ ban đêm rồi đi luôn theo bà. Đó, anh chị thấy rất nguy hiểm chỗ này, cho nên cái phần các mô chúng ta nó phải làm sao để có thể nó đẩy được cái lượng khí đó, mà tống được cái khí vào từ hành các mô này, nó dẫn cái khí đi lên hoặc đi xuống được. Cái chiều của hành các mô là đi lên và dẫn xuống, lên xuống, lên xuống. Khi chúng ta hít vào rồi nó thở ra, hành các mô chúng ta cứ nhịp nhàng đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Bây giờ không vào, không đi lên, chúng ta thấy cái đất này nó có xuống được đâu, có hành các mô không làm việc. Cho nên cái người mà bị cái bệnh nấc thì y học hiện đại người ta gọi là rối loạn hành các mô, à, cơ hoạch rối loạn cơ hoạch. Cơ hoạch này nó không làm việc, nó không lên xuống được, nó chỉ có đi lên thôi. Cho nên chúng ta thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Trong trường hợp này chúng ta thấy đối với y học hiện đại, trong trường hợp này là khó xử lý, mà chúng ta cần bấm một cái việc nào đó là có thể đây có thể giải quyết được ngay cái trường hợp này nha. Rồi, chúng ta kế tiếp chúng ta sẽ tới một cái khu nữa, gọi là khu bản sắc Amida. Ở chân chúng ta sẽ có hai điểm phản ứng của khu bản sắc Amida. Một là ở lòng bàn chân, hai là ở ngay ở gốc của ngón chân cái này. Đây, hai bên được cái là giữa hai bên của cái lành chỉ của cái ngón chân cái này. Và ở ngay dưới chân của chúng ta thì chúng ta cứ lấy mé trong. Đó, cái cuối của cái lành chỉ của mé trong của chân này, đó chính là điểm amida. Khi em bé bị sốt, đa số các em bé bị sốt đều là amida. Thường thường là như vậy, chúng ta thấy rõ lắm. Do đó, khi mà thấy em bé đang bị sốt, chúng ta có thể sử dụng ngay hai cái việc này. Chúng ta thấy, bắt em bé há miệng lên, chúng ta có thể thấy ngay hai cái cục amida ở phía bên trong cổ của chúng ta đây. Từ trước đến giờ thì người ta hiểu sai về cái amida. Nhưng gần đây với những cái giải phẫu học, giải phẫu bệnh học, người ta mới khám phá ra rằng hai cái amida này chính là hai miếng giáp, hai miếng giáp. Tất cả đồ ăn, thức uống, vi khuẩn, vi trùng tốt xấu gì đều qua đây, công việc mà người ta nói là cái gì bệnh tổng nhập khẩu, bệnh tật đều do cái việc này đi vào trong bên trong. Thì hai cái amida này chính là hai miếng giáp. Và khi hai amida sưng lên gọi là viêm đó, viêm amida đồng nghĩa với gì? Hai miếng giáp này đang phải làm việc tật để chống chọi lại được với lại vi khuẩn bên ngoài xâm tới. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này, hai cái amida này sưng lên thì từ trước đến giờ thì các bác sĩ với y học hiện đại thì làm gì? Khi sưng lên thì lập tức cắt bỏ, nhưng sau này người ta đổi lại quan điểm hết, bây giờ người ta không cắt nữa. Ta khuyên bất đắc dĩ lắm thì mới cần phải cắt tới, lý do là tại vì người ta thấy rằng nó có đóng cái vai trò là nó là cái thằng lính gác nữa. Thế nếu bây giờ mà chúng ta hai thằng lính gác đang làm việc hiệu lực báo động cho chúng ta biết thì chúng ta một là chúng ta thay đổi, hai là chúng ta giết nó đi, cắt nó đi, thì cuối cùng sao? Vi khuẩn cứ vậy tha hồ xâm nhập. Chúng ta biết tất cả các cái vi khuẩn trong bên ngoài đều theo đây vào. Thế bây giờ hai anh này sưng lên, to lên là dấu hiệu hai đó đang làm việc chiến đấu cực lực đó. Để nó có thể nó chống cự lại được thì nó phải sưng to lên. Thế bây giờ đúng nghĩa đó là chúng ta phải giúp nó bằng cách gì?
hỗ trợ cái phần còn lại trong cái cơ thể của người ta vừa rồi đó. Ta thấy trong quân đội, trong vai trò chiến đấu, phải chia làm hai. Hiện dịch cũng như là những người đang trong tại ngũ, nhé. Lính đang trong tại ngũ, còn một số nữa cũng biết về chiến đấu, nhưng mà đến tuổi về hưu hay là chỉ để kêu gọi tạm thời để đấy. Để khi nào các anh hiện dịch này không đủ sức nữa, thì kêu gọi tổng động viên. Khi tổng động viên, thì là toàn bộ hiện dịch lẫn trường bị đều phải chiến đấu. À, chúng ta thấy đây là cái ở ngoài nhân sự, ngoài thường, ngoài xã hội chúng ta, trong cơ thể con người ta cũng như hiện như vậy. Cái anh hiện dịch là cái anh mà bạch cầu với lại máu đang biến không được dịch, nhưng còn một số nữa nó đã tàn trữ ở trong gan, một số nữa nó đang tàn trữ ở trong cơ thể chúng ta bằng cách này hoặc cách khác. À, thì nó là cái trùng bị, nó nằm ở các cái khu đó. À, thế thì bây giờ anh hiện dịch không làm việc được, không đủ, thì bắt buộc cái ông tổng tư lệnh phải ra lệnh gì? Tôi kêu gọi ngày hôm nay đất nước đang lâm nguy, toàn thể tổng động viên, thì dù cho anh dự bị cho anh ấy cũng phải đều tham gia chiến đấu. Thì nhờ cái nhóm mà hiện chuẩn bị này hỗ trợ cho các anh hiện dịch, bởi vì anh hiện dịch đang không làm việc được mà không đủ, phải lôi cả các anh chuẩn bị tới hỗ trợ cho anh. Trong cơ thể chúng ta, khi chúng ta kích ứng vào các cái vùng này thì xảy ra cái hiện tượng gì? Não chúng ta sẽ huy động toàn bộ tất cả những cái anh nhiệt trụy này hỗ trợ cho các anh nhiệt dịch đang có để mà chiến đấu với lại quân thù. Còn nếu mà nó mà không làm việc được nữa, mà thua nữa thì thôi, chúng ta phải, khi đó là chúng ta mới bị bệnh. Còn nếu chúng ta huy động nó để cho nó giúp đỡ, là chúng ta thấy là nó đang bị bế tắc, chúng ta huy động hết toàn lực chúng ta để giúp nó, thì chúng ta có thể lướt qua được cơn bệnh đó. Đó là cái vùng amidan rất là quan trọng chỗ đấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy như thế này, amidan sưng là một chuyện thường thôi, ta tạm gọi là viêm amidan. Nhưng anh chị em quên một điều như thế này, nhờ những cái công trình nghiên cứu của khoa học người ta mới thấy được rằng cái con vi khuẩn mà tấn công vào trong amidan làm cho amidan sưng lên là Aeschylococcus. Nhưng Aeschylococcus này khi vào trong cơ thể con người ta không chỉ có tấn công một nửa amidan thôi, mà Aeschylococcus này sẽ tấn công thứ nhất amidan, thứ hai tấn công vào trong các cái khớp, thứ ba tấn công vào trong thận, và sau cùng tấn công tới à, chúng ta sẽ thấy đây cái nguy hiểm. Cái amidan sưng này chỉ là một dấu hiệu cho chúng ta biết chúng ta đang bị nhiễm Streptococcus. Và khi nhiễm Streptococcus thì chúng ta lưu ý rằng nó có thể xâm nhập vào amidan, có thể xâm nhập vào thận gây viêm thận cấp, có thể xâm nhập vào khớp gây viêm khớp. Và nếu cái khớp, và nếu mà chúng ta không điều trị này nữa đó, thì nó sẽ tấn công vào tim. Tại vì cái con Streptococcus này nó có cấu trúc của nó là cấu trúc chữ T, mà trong khi cái màng bao tim của chúng ta nó cũng có cấu trúc chữ T, chúng ta sẽ thấy đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái anh Streptococcus này vì nó là T cho nên nó vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ đi tìm cái anh nào T với nó, là T T cũng là thiếu tiền, nó sẽ đi vào được đó, hoặc là tương tư mà nó sẽ dẫn tới cái gì, tấn công hay vào những anh nào có mang chữ T, nó là mù mắt không có biết gì hết. Và cái tim của chúng ta, cái màng bao tim của chúng ta nó có cái cấu trúc của chữ T, cái mức của chúng ta có chữ T cho nó tấn công thẳng trực tiếp này và dẫn tới cái bệnh và bệnh thấp tim này, nó bệnh thấp tim là nó. À, cho nên chị em thấy ngày xưa đó, khi mà bệnh nhân mà bị viêm khớp nhiều lần, các bác sĩ phải cho chích ngừa, cho chích ngừa penicillin. Một triệu đơn vị
một tháng chích một lần. Cứ mỗi tháng chích một ống như thế này thì cái con Staphylococcus vẫn hoạt động được. Vì Staphylococcus là vi khuẩn ra mầm, penicillin diệt được vi khuẩn ra mầm nên khi nó vào nó sẽ diệt được cái con này. Cứ một tháng chích một mũi. Nhưng khổ lỗi, giả sử, tôi nói chứ giả sử nha, em bé này nó bây giờ là 7 tuổi. Nguyên tắc chích ngừa thấp khớp là gì? Chích mỗi tháng một mũi penicillin cho tới 21 tuổi. Anh chị em thấy một tháng chích một mũi từ 7 tuổi mà cho tới 21 tuổi cũng là 14 năm. 14 năm nhân cho 12 tháng, phải không? Thì anh chị em tự tưởng tượng đau khổ lắm, anh chị em biết chích penicillin đau lớn lắm đấy. Đó. Đấy, ngày xưa đó, cách đây chừng 20-30 năm về trước và theo bắt đầu. Giả sử cái người này 10 tuổi thì nó chỉ còn lại có 11 năm. Và giả sử nó chỉ có 5 tuổi thôi, nó phải chịu tới 16 năm chịu như vậy. Mỗi một năm là 12 mũi, đủ chích nát hết cái con. Anh chị em ghê gớm được cái con này. Do đó chúng ta thấy cái amidan tưởng nó bình thường, nhưng thực sự nó là rất quan trọng, nó là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết được rằng cơ thể chúng ta đang có sức đề kháng hay không. Đó. À, do đó mà sau này người ta không khắc mấy nữa rồi. À, thì bây giờ chúng ta nhìn cách nhận ra ngay từ đầu chúng ta chẩn cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới đây. Khi chúng ta bấm cái huyệt amidan là chúng ta mới chỉ giải quyết một cục bộ thôi. Yeah. Nhưng cái gì làm cho amidan bị sưng lên đó chính là vi khuẩn. Cho nên nếu mà cái người mà bị viêm amidan á mà bảo rằng chỉ bấm cái huyệt amidan mà khỏi cả vấn đề. Cho nên có những người nói với tôi như thế này: thầy ơi, hôm nọ em xem sách em thấy nói rằng huyệt amidan chữa được amidan, con em mới sưng amidan, sang bấm hoài nó mới hết. Đúng, là tại vì sao chúng ta phải hiểu điều này? Đây là con vi khuẩn tập trung vào công. Khi nó xâm nhập vào đâu? Nó xâm nhập vào cái vùng amidan, đây là cái cục bộ. Chúng ta bấm amidan này mới là cái dạng cái cục bộ. Và lần trước tôi có nói với chị em trong chiến đấu, chúng ta phải có cả hai, phải có nhìn dịch và có cả can chủ ý nữa. À đây chúng ta sẽ có bây giờ một bệnh nhân bị viêm amidan này. Cái chữa chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta phải diệt cái con vi khuẩn này. Mà muốn diệt con vi khuẩn này thì cái gì anh chị em? Hạch bạch huyết, vùng đầu cổ đó phải có nó mới diệt được. Tại vì nó là vi khuẩn. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ phải dùng loại kháng viêm cho hết đau nó sốt. Đó chính là viêm huyệt thận. Thứ ba nữa, nó tới là khu phản xạ amidan. Rồi, để chị em thấy, chúng ta chữa từ ngọn cho tới gốc. Đây là cái mới là cái mà chúng ta không có dùng. Tôi nhớ có nhiều buổi tối có người gọi điện cho tôi nói cháu nó bị amidan từ trưa nhiều mà em bóng ngoài nó sốt. Tôi nói bây giờ anh chuyển qua anh bóng cho tôi nha. Chỉ nửa tiếng sau thôi người đã gọi điện lại cho tôi, thời ơi cháu nó hết sốt rồi, nó hết đau. Là vì chúng ta phải đúng, vì đây là chúng ta phải nhớ đây là do vi khuẩn gây nên, không phải là amidan sưng thường. Amidan do vi khuẩn gây nên, chúng ta phải diệt khuẩn. Diệt khuẩn bằng cách gì? Hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết chính là cái khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta, khả năng tăng được cái bạch cầu chúng ta để diệt được con vi khuẩn này. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy có anh kiến thực khuẩn và cái miễn dịch tăng cường miễn dịch rồi kháng viêm của giảm đau. Cho nên nó ram đau lắm, nó nuốt không nổi, bấm cái việc đứng miễn thuật này một lúc sau nó vừa tăng miễn dịch, vừa kháng viêm, nó vừa chỉ thông giảm đau. Nhưng mà đau ở đâu? Đau từ amidan, cho nên chúng ta phải bấm cả amidan nữa để cho mấy hèn nó đi ăn tới amidan này nó diệt. Chúng ta thấy đó, chúng ta phải có cái người ta gọi là cái chiến, cái gì cũng phải đó, chiến lược, phải có chiến thuật. Trong chiến đấu người ta có chiến lược, chiến lược là tôi diệt vi khuẩn amidan, nhưng phải có chiến thuật
chiến thuật là gì? Tôi dùng bộ binh, tôi dùng không quân, tôi dùng kỵ binh, tôi dùng đủ thứ hết là làm thành chiến thuật. Ví dụ bây giờ muốn tấn công cái lô cốt, thì bây giờ địch bắn súng nhiều quá, thì cái anh chỉ huy này, anh gì cho xe tăng tới trước. Xe tăng tới để bên kia nó bắn, nó bắn kệ nó, nhưng mà xe tăng nó sát một phép mà bắn ngồi hết đạn, bắt đầu khi mà nó hết đạn nó bắt đầu tung trong kỵ binh kia tới thì nó cũng mất đấy. Còn ông chỉ huy dở hô lính xung phong của bên kia nó bắn chết, cuối cùng mình chết nhiều lính. Đó là cái cách người ta gọi là chiến thuật của một cái người điều trị khác nhau. Nếu anh chị em nắm được cái chiến thuật thì anh chị em sẽ làm được cái chiến lược. Chiến lược của chúng ta là chúng ta sẽ nhập amidan này, nhưng mà nhập amidan bằng cách nào chúng ta phải có cái phương pháp của nó nhé. Rồi đó là một cách để cho chúng ta có thể nắm được để dùng trên lâm sàng. Rồi bây giờ chúng ta tới cái khu khác nữa. Này, anh chị em thấy cái amidan của người ta hơi lớn không? Chỉ trừ khi nào mà nó thành gánh nặng. Chỉ khi amidan biến thành gánh nặng thì khi đó mới cắt bỏ. Có nghĩa là gì anh chị em? Khi có nhiều người đó, amidan nó có sưng ngoài, sưng mà nó làm mủ liên tục, quanh năm ngày tháng đều mủ. Có những em bé 30 ngày thì phải đi khám bác sĩ hết 25 ngày. Cô uống thuốc bơ lại bắt đầu sinh tiếp. Vì lý do nào đó thì chúng ta chưa biết được. Cái con sắc tô cô tốt là vì lý do nào đó người ta không dịch được nó. Nó cứ trở thành áp xe mũi, áp xe. Mà anh chị em biết đây là cái học của chúng ta. Nếu nó là áp xe cái vùng này, nó sẽ dẫn tới gì? Áp xe lên mũi, áp xe vào tai. Đó, làm mũ chạy qua tai, mũ chạy lên vào trong cái học. Mũ ở học không nói khi nó chạy xuống dạ dày, viêm cả dạ dày. Em bé cứ quanh năm ngày tháng nghèo một bệnh hoài không lớn lên được, các cái amidan nó lớn được. Và khi đó chúng ta phải chấp nhận hy sinh các nó, tại vì khi đó nó trở thành gánh nặng. Nó sẽ lây lan toàn bộ hết. Anh chị em biết cái sắc có cũng vừa rồi tôi nói. Nó là tấn công, nó không phải chỉ có một mình amidan. Amidan nó phải tấn công được, nó sẽ tấn công luôn cả vào tim, sẽ tấn công vào khớp, tấn công cả vào thận. Khi đó em bé sẽ bị nghèo một không thể nào lớn được. Chưa kể những biến chứng của nhiều bệnh khác nữa. Thì khi đó đành hy sinh. Thôi thì hy sinh, cắt bỏ con tép lấy con tôm. Đó. Thì khi đó chúng ta chấp nhận cắt bỏ, còn nếu không thì nó sẽ gây nguy hiểm. Nhưng ở đây chúng ta có thêm cái điểm này nữa. Cách đây như vậy là hơn 30 năm, năm 1985, thì có giáo sư Trần Quý ở ngoài Bắc đi vào trong Đồng Nai để dẫn về cái châm tê để mà cắt bỏ cái amidan á. Thì sau này chúng tôi mới thấy được công việc như thế này, rút kinh nghiệm qua lâm sàng. Thì chúng tôi thấy được đối với lại bên y học hiện đại, hồi xưa nó người ta phải ở đây ta lấy cái kỳ, rồi sau đó bên tiệm khắc nó chế ra có một cái ép sát vào đây, ép sát vào những cái họng thông một cái giống như cái kéo thông cái, thì nó đỡ hơn là mình cắt cái phần này, dùng cắt phần này thì thế nào vẫn còn dư tính máy hút được lại. Mà sau này cái tiệm khắc nó chế ra một cái loại nó ép sát được bên trong một cái gương, rồi cũng có những cái loại người ta ép sát vào xong người ta điều trị siết chặt nó đi được hết. Nhưng mà khi đó chúng ta thấy đó là một điều bệnh nhân mà khi mà cắt như thế này một tuần lễ rất là khó ăn uống, hoàn toàn không cho ăn gì hết đâu, chỉ có uống cà phê hay là uống nước thôi, tại vì nó bị rét ở đây mà sưng đau đây, ăn vô đục nó sẽ chảy máu, cho nên chỉ uống nước mà chuyên cà phê thôi. Mà sau đó thì tôi thấy cái điều này, sau đó chúng tôi có đề nghị bây giờ châm cái huyệt để cho nó gây tê như thế này. Thì khi mà gây tê được cái này thì cắt rất mau lành, chỉ có thể 3 ngày sau là bệnh nhân khỏi rồi mà không thấy đau. Thì sau đó chỉ cần châm thêm 2 huyệt để gây tê, thứ nhất là huyệt Hợp Cốc và thứ hai là huyệt Đông Phong ở đây. Thì châm 2 huyệt này xung điện lên cái mức độ mà gây tê rồi đó, thì sau đó cắt bỏ được rất là dễ, là tại vì có sự cộng tác của bệnh nhân. Còn anh chị em biết trước đó muốn cắt được cái này phải gây mê. Gây mê có nghĩa là không có sự cộng tác của bệnh nhân, bảo há miệng nó không há được, nó mê, đâu biết đâu. Thì đó là hai tá bắt cái miệng rồi bác sĩ nhìn trong cái
nhìn trong cái đèn soi, nhìn vô nó rồi mới cố gắng tìm nó rồi mới học được. Đó. Khi đó bệnh nhân cắt được cái này xong thì nó đau không phải, tại vì hai đá một người bắn lên bắn xuống để nó mất. Còn nếu bây giờ, nếu mà gây tê đó, thì bệnh nhân bị đói. Cái chất gây tê đó, bệnh nhân nhìn thấy nó đói, nhưng mà khi gây tê bằng châm cứu thì bệnh nhân không bị được đó. Thì cái đó cũng là một cái rất hay của trong ngành châm cứu, cho chị em có thể nắm được thêm. Rồi, đó là cái khu phản xạ về cái amygdala. Rồi giờ chúng ta tới một cái khu phản xạ nữa, gọi là khu phản xạ khớp hàm. Nhưng thực tế đó chúng ta sẽ thấy cái này, đây. Cái khớp hàm ta đây là cái khớp hàm. Anh chị em sẽ thấy đây, đây nguyên cái khớp hàm đây, nó có đường nối này, lên cái vùng thái dương. Ngày xưa thì người ta nói là khớp hàm là khớp hàm. Nhưng sau này với giải phẫu bệnh học thì người ta không dùng cái từ viêm khớp hàm đơn thuần nữa, mà người ta gọi là viêm khớp hàm thái dương. Đấy, nó đi với nhau, hàm thái dương. Hoặc chứng là chúng ta sẽ thấy khi mà cái khớp hàm không ngước được lại lên, đau lên cả cái thái dương. Cái đó giữa khớp cơ hàm cơ thái dương này, cái bệnh án sẽ ghi là khớp hàm thái dương chứ không ghi khớp hàm không thôi. Đấy, chúng ta sẽ để ý thấy nhìn cái vùng của nó liên hệ với nhau tại hai cái vùng đó đây. Điều đó có nghĩa là gì chị em? Hồi xưa khi mới học châm cứu đấy, kể cả bên Trung Quốc, đau khớp hàm thì người ta chỉ có châm cái khớp hàm thôi, châm cái gì là khớp hàm thôi. Người ta không để ý tới cái khớp hàm mà liên hệ đến cái vùng thái dương. Nhưng sau đó khi chúng ta hiểu được rằng nó có sự liên hệ với nhau, chúng ta vừa điều chỉnh khớp hàm vừa điều chỉnh thái dương, hết đau rất nhanh. Thậm chí có những người cái khớp hàm đau lắm, chúng ta đụng vô không chịu nổi, người ta không cho chúng ta đụng, chúng ta làm thái dương dài dần, cái thái dương nó mềm ra, bảo bệnh nhân há miệng vào, bắt đầu nó há nhẹ được, lúc bây giờ người ta mới bấm được cái cảm xạ hoặc hiện hạ qua. Anh chị em thấy cái điều này lợi điểm chỗ đấy. Khi chúng ta hiểu được cái cơ chế của nó giữa hai này đi với nhau, chúng ta sẽ giải quyết từ xa. Tại vì cái thái dương trên này nó ít mạch máu, nó là mạch máu lớn, nó không nhiều mạch máu nhỏ giống như này. Sau đó chúng ta sẽ dây lên thái dương, cái vùng thái dương này trước cho mình cái này ra ở dưới này cũng sẽ dịu bớt cái đau, lúc bây giờ chúng ta mới điều chỉnh. Cho nên chúng ta sẽ có cái cơ khớp hàm thái dương là như vậy nhé. Cái này để chúng ta nắm được cái điều này, sau này khi anh chị em điều trị, anh chị em sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Là chúng khi anh chị em, ví dụ anh chị em tìm cái người ở dưới chân nha, anh chị em thấy nó là cái vùng của khớp hàm thái dương, anh chị em cứ chia ra. Giả sử anh chị em bấm tới, là anh chị em sẽ bấm tới cái điểm này đâu, thì anh chị em bấm lên trên xuống dưới, tức nghĩa là sẽ chúng ta sẽ điều chỉnh cái thái dương trước rồi chúng ta mới tới khớp, thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân đỡ hơn, đỡ đau hơn và dễ chịu hơn. Đó là cái ý của khi chúng ta tách nó ra như vậy, chúng ta sẽ thấy. Và cái khớp hàm con người chúng ta cũng chia ra làm khớp hàm trên, khớp hàm răng trên này, khớp hàm răng dưới. Nhưng thực sự ra khi chia mà khớp trên khớp dưới đó thì nó như thế này chị em. Chị em sẽ thấy đây, cái vùng này vùng trên và cái vùng này vùng dưới. Thì đối với lại bên châm cứu đó thì nó mới có lợi. Trên đó, đó là đường tinh dương nguyên vị. Ở dưới này là phủ dương minh, đại trường kinh. Đây, đây này như vậy. Có nghĩa là có những bệnh nhân đặt hai đặt đau cái vùng hàm trên, đau răng trên. Thì anh chị em sử dụng đường tinh dương nguyên vị. Còn nếu mà bệnh nhân khai đau hàm dưới này thì anh chị em sử dụng đường kinh đại trường. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Đó là về bên phương diện châm cứu. Còn đối với cái về ống huyệt này đó thì chúng ta không cần phân biệt ra như vậy. À, mặc dù chúng ta sẽ thấy hai vị trí này được y như nhau, chỉ nhích nhau một tí xíu thôi. Đây, đây là hàm dưới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái hàm trên có gì thay đổi không? Nó chỉ nhích nhau từ ở một cái ở dưới cái thật. À, và một cái trên cái hộp, hai cái chỉ có hơn nhau chút xíu thôi phía trên, còn cái này là phía dưới, phía dưới có thế đó.
Nhưng mà trong châm cứu thì đã không cho phép chúng ta làm như vậy. Trong châm cứu bắt buộc phải phân ra hết học viên đại trường và điều trị nguyên vị. Để chúng ta chọn nguyện khác nhau, tại vì đường kinh nguyên vị nó nằm ở dưới chân. Đường kinh phủ chứng minh đại trường nó nằm ở tay. Hai cái khác nhau ghê lắm nhé. Đó đó là hai về cái về cái bất hàm để mình chị em sẽ nắm được. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là như thế này. Khi hai cái mà khớp hàm này nó sẽ dẫn tới một cái trường hợp người ta gọi là cứng hàm. Sái quay hàm. Có nhiều bà tới tôi kể chuyện cho mình cười. Thầy ơi em mệt quá, ngáp một cái tự nhiên giờ nó có cắt cái tự nhiên cái hàm mà giờ nó không nói, không đưa vô được nữa, nó sái quá hàm luôn. Cái chuyện này gặp rất thường với chị em, nhiều bà ngáp ngủ, ngáp to cái đây thôi, nghe cái kịch cái rồi thôi, cái hàm, đúng rồi. À, xin thưa với anh chị em, đúng là cái này thì là khó, tại vì khi nó đã cứng hàm rồi, nhưng mà chúng ta có thể giải quyết được. Đối với cái trường hợp này đó, thì khi vô nằm trong bệnh viện thì hơi hơi lắm. Các chị bác sĩ giảm đau. Ngày hôm sau thì may lắm, ví dụ như vẫn chưa lại được á. Thì tới qua bên vật lý trị liệu, chỉnh hình. Có đẩy may ra vô, có người vô, có người không vô, sưng hơn nữa. Thì vẫn tùy từng trường hợp một khác nhau. Thế bây giờ ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Kể cả cái đứng hàm nó không khá là được. À, thì chúng ta sẽ thấy hai huyệt có thể điều chỉnh một cách dễ dàng. Cái thứ nhất chúng ta sẽ xem cái huyệt ở nắp bụng tai, cái huyệt khí hậu. Đã. Cái huyệt này ở thứ hai là giáp xa. Cái huyệt khí hậu này chúng ta thấy huyệt khí hậu là cái nơi mà nó dẫn tới của dây thần kinh ba nhánh, dây thần kinh số 7 đi lên đây một nhánh, đi vào đây một nhánh, đi lên một nhánh. Anh chị em học dây thần kinh số 7 á, dây thần kinh số 3 hay dây thần kinh số 5 tam hoa cũng vậy, một nhánh, hai nhánh và ba nhánh. Có nghĩa là nó phát xuất ở cái chỗ này. Đây chính là cái điểm mấu chốt đẩy lại được ba cái đường dây thần kinh này. Vì cái đường dây thần kinh này nó kéo căng quá nên nó lơi lệch, nó làm cho cứng lên. Thế khi anh chị em ấn vào đây, ấn thật mạnh vào cái chỗ này. Nhả, nó sẽ nhả lại. Giờ mời anh là nói lên đây được rồi. À. Đây, chúng ta đã, tôi nói giả sử bây giờ anh này cũng bị cái hàm bên này. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ dùng cái ngón tay, cái chúng ta để vào đây. Chúng ta đè vào cái điểm này chúng ta sẽ thấy nó rất đau nơi người bị bệnh nhất. Rất đau. Cái bên này là để xử lý bệnh, còn bên này là điểm tựa nhé. Nghĩa là chúng ta sẽ phải dùng hai bên, một bên này là sẽ là để điểm tựa này. Chúng ta để tay đè mạnh vào này, nâng cái hàm lên. Đó, bên này thì giữ để bên này đẩy lên. Đó, có khi bệnh nhân cái á đấy, nhưng cái hàm này nó kéo trở lại. Đó, cho em hiểu được ý đó ha. Cái hàm này thì nó đang cứng này. Em đè mạnh đây, chúng ta thấy cái nhánh của nó một nhánh nào, hai nhánh này, ba nhánh. Cái nhánh này chính là nhánh để điều chỉnh xuống đây, phải không? Đó, khi chúng ta đè mạnh vào đây chúng ta đè. Nếu mà chúng ta đè một bên á thì nó không có thế. Cái đấy tay như này không thể giữ ở đây. Rồi sau đó chúng ta đè mạnh cái này, làm xong nâng hết cả cái đầu bệnh nhân lên. Chúng ta làm 6 lần cái như vậy, vẫn đè mạnh cái này cái, lập tức chúng ta sẽ thấy bệnh nhân khi bệnh nhân há miệng há cái cỡ cái ốc cỡ này. Đó là cái việc thứ nhất. Rồi đúng không? Cái việc thứ hai ta sẽ thấy đây, cái huyệt đặt tên là huyệt giáp xa. À, xa có nghĩa là xe, giáp có nghĩa là đây chúng ta thấy giả sử đây giải há miệng này. Nào anh chị em thấy rồi, tôi sẽ hạ tay xuống, nhìn xuống. Khi bệnh nhân há miệng lên và xuống, chúng ta thấy có cái chỗ lõm nó chuyển bên tay, đây là giáp. À, xa là cái xe, giống như xe. Thì đây cái ngày xưa cái xe của nó như thế này, xe ngựa mà. Chứ sao có thể là xe đó. Đây chúng ta sẽ có hai bên à, hai cái bánh xe đây chúng ta sẽ có ở đây. Đấy. Cái chỗ này con ngựa kéo. Cái
anh chỉ huy đứng đây, đây chỉ huy kéo xe chạy. Hai cái này giống như thế, như là hai cái giáp xa nằm giữa hai cái xe xe này. Thì cái huyệt giáp xa này là cái huyệt để chuyển động được cái cơ nhai. Này, dạ anh. Dạ, anh hát thì lên xuống rồi, đóng xuống, đóng xuống. Rồi, lên. Này, chúng ta thấy ngón tay chúng ta nó chuyển động theo. À, rồi, đó. Như vậy có nghĩa là cái này nó sẽ điều chỉnh được cả hai cái hàng này. Rồi đó, vẫn chúng ta sẽ để tay vào đây. Từ là, từ cho cái giá tay này chúng ta đo ngay. Và không thì chúng ta để tay vào bệnh nhân hám được lên xuống, chúng ta sẽ thấy cái tay thì đó chính là huyệt giáp xa ha. Chúng ta cũng làm một cách đó, hai tay hai bên rồi bên nào cần làm mạnh á thì chúng ta sẽ đẩy mạnh lên đó, đẩy thật mạnh lên, ép lên một cái đến 1 2 3 4 5 6 buông là tả đấy, bệnh nhân sẽ trở lại bình thường. Rồi, cảm ơn. Ở đây hai cái huyệt này chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân trở lại được cái cơ hành. Nếu ai biết châm cứu thì châm còn tuyệt vời hơn nữa, còn nếu chúng ta không biết châm cứu chúng ta dùng cái ngón tay chúng ta có thể làm được ha. Nghĩa là làm sao chúng ta tạo được một áp lực thật mạnh chỗ này, hai cái huyệt này tạo áp lực thật mạnh thì nó sẽ trả lại cái cơ đó nha. Đó là cái cơ hành khớp trên khớp dưới của chúng ta. Rồi những cái này nó có thể trị được cả những cái vùng liên hệ đến răng đau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái khu phản xạ họng. À, chúng ta thấy bệnh nhân đa số cái vùng họng có thể sẽ bị họng với amidan, hai cái này đó, có liên hệ nhiều với nhau lắm, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được hai cái để nối lại với nhau. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy cái vùng họng đối với lại cái quan điểm của đông y đó, cái khu phản xạ họng này thì không những nó liên hệ đến cái họng, nó còn liên hệ đến với lại âm thanh, âm thanh tiếng nói đó, nó liên quan cả với amidan nằm trong này nữa đó. Chúng ta thấy cái vùng họng của đây đông y nó sâu như vậy đấy. Do đó khi điều trị anh chị em có thể sử dụng thêm được tất cả. Rồi tiếng ho này kia nó cũng từ ở bên cái họng chúng ta nó đưa lên. Đó đó là hết cái phần ngày hôm nay chúng tôi điều trị cho anh chị em. Rồi sau đấy chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của chúng ta. Rồi bây giờ thì cũng hết giờ rồi. Bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ để sau Tết chúng ta sẽ tiếp tục.